Hình ảnh Ngọc Trinh thân mật bên ông bầu Vũ Khắc Tiệp bỗng chốc gây xôn xao dư luận. Trước khi có tin đồn cạch mặt, cả hai đã quen biết và đồng hành cùng nhau gần 2 thập kỷ. Thời gian qua, Vũ Khắc Tiệp và người mẫu Ngọc Trinh vướng tình đã rạn nứt, nghỉ chơi sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Nguyên do vì cư dân mạng không còn thấy cả hai xuất hiện bên cạnh nhau, cũng như đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội. Mới đây, khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp xuất hiện bên Ngọc Trinh bất ngờ được netizen chia sẻ chóng mặt. Trong đoạn video, người mẫu gốc Trà Vinh mặc chiếc váy 2 dây màu tím, khoe vóc dáng thon gọn. Vũ Khắc Tiệp còn liên tục có những hành động thân thiết, tình cảm như ôm eo, chu môi, nhìn say đắm cô. Đoạn clip này khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng cả hai đã hàn gắn tình cảm sau thời gian lục đục nghỉ chơi. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là clip cũ khi Ngọc Trinh xuất hiện trong tiệc sinh nhật của ông bầu vào tháng 12 năm 2022. Trong một livestream giao lưu với người hâm mộ, Vũ Khắc Tiệp đã có phản hồi về việc ít xuất hiện bên Ngọc Trinh sau biến cố của gà cưng. Ông Trùm Chân Dài khẳng định mối quan hệ của cả hai luôn tốt đẹp, chưa từng giận nhau, chỉ là bạn thân vừa trải qua chuyện không vui nên anh muốn cô dành thời gian cân bằng lại cảm xúc và cuộc sống. Vũ Khắc Tiệp chia sẻ, anh và Trinh chưa bao giờ giận nhau, Ngọc Trinh vẫn như thế thôi. Sau đợt này em thấy anh và chị Trinh, chị Trinh vừa xảy ra một biến cố nên chỉ ít giao tiếp và ít xuất hiện thôi. Chị Trinh bây giờ đang ở nhà, đang rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, Vũ Khắc Tiệp cũng dành lời nhận xét có cánh dành cho nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh là một trong những cô gái đến thời điểm hiện tại anh đánh giá về tư cách cao nhất trong tất cả những người đẹp mà anh từng quản lý, về cách sống, đạo đức. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh là tình bạn nổi tiếng của showbiz Việt. Dưới sự dìu dắt của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từng bước trở thành mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Cô theo đuổi phong cách sexy, được mệnh danh là nữ hoàng nội y, đồng thời đăng quang một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Ngọc Trinh bày tỏ, bên cạnh công việc, Vũ Khắc Tiệp hết mực yêu thương, chăm sóc cô suốt khoảng thời gian đầu gắn bó. Điều đó khiến cô trân quý tình cảm của đàn anh. Ngược lại, ông Trùm Chân Dài quý Ngọc Trinh ở sự cố gắng, tính cách hiền lành, chân chất và sống tình nghĩa. Anh xem cô là em gái tri kỷ của cuộc đời mình. Sự gắn bó bền chặt cũng khiến cả hai không ít lần đối diện nghi vấn nảy sinh tình cảm, đặc biệt qua những nụ hôn, hành động tình tứ ở chốn đông người. Ngay cả những người bạn trai của nữ hoàng nội y cũng cảm thấy ghen tuông. Như vậy, họ khẳng định là anh em đồng nghiệp đơn thuần với nhau. Tính cách hợp nhau, công việc thuận lợi là chìa khóa giúp mối quan hệ của cặp đôi thêm khăng khít suốt nhiều năm qua. Chưa kể ông bầu nổi tiếng rất mực bảo vệ gà cưng của mình. Bao năm làm nghề, dù tôi bị biết bao scandal vây quanh, anh Tiệp không bao giờ bỏ mặc tôi. Không chỉ riêng mình tôi mà với tất cả người mẫu trong công ty, anh Tiệp đều đối xử tốt như vậy. Nếu thiếu đi anh Tiệp, cuộc sống của tôi sẽ không còn vui nữa, người đẹp cho hay. Về sau khi Ngọc Trinh tạo được chỗ đứng riêng, Vũ Khắc Tiệp cũng tôn trọng những suy nghĩ, quan điểm nghề nghiệp của cô. Trong công việc tôi đã đưa giá nào thì đúng giá đó mới làm. Anh Tiệp trước đây còn khuyên tôi nên nhận cái này cái kia, nhưng khi hiểu tính tôi rồi thì không cần hỏi nữa, cô nói. Tháng 1 năm 2024, thông tin Ngọc Trinh bị truy tố với khung hình phạt 2 đến 7 năm tù sau 3 tháng tạm giam gây xôn xao dư luận. Trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi đăng lại ảnh cũ với Ngọc Trinh, kèm theo bài viết anh dành lời khen ngợi cho bản thân, một cô gái có nhân cách tốt mà mình khâm phục và nể trọng. Sau khi người đẹp Tây Ninh ra tù, cô trở lại với các hoạt động chụp ảnh từ thiện và tụ họp bên những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Ngọc Trinh đã gặp gỡ rất nhiều nhóm bạn ekip nhưng không công khai bất kỳ khoảnh khắc nào bên Vũ Khắc Tiệp, mặc dù cả hai quen biết và đồng hành cùng nhau hơn 2 thập kỷ. Đặc biệt, nữ hoàng nội y còn có bài đăng gây chú ý. Cách để bản thân luôn giữ được thái độ vui vẻ chính là tránh xa những người không cần thiết. Cuộc sống và thời gian đều có hạn mà thôi, cho nên bạn chỉ cần quan tâm, chú ý đến những người có cùng quan điểm sống, những người có chung chí hướng cũng như dành thời gian bên những người bạn thích, người có thể hiểu rõ về bạn mà thôi.